Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Clip này sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về một đại diện nữa của dòng cá phượng hoàng hoang dã Apeistogramma, đó là Apeistogramma ortegae, hay còn được biết đến với tên gọi khác là papage. Tên của loài cá này được đặt theo tên của một nhà ngư học người Peru, người đã có đóng góp rất lớn trong việc nghiên cứu các dòng cá Apeistogramma ở Nam Mỹ. Một cặp cá này hiện được bán trong shop cá cảnh ở Nhật với giá là 2 man Nhật, tức là khoảng 4 triệu đồng tiền Việt Nam. Chúng được biết đến với màu sắc cơ thể khá loè loẹt, điểm đặc trưng là các đốm đỏ ở phần má và có thể kéo dài khắp phần thân tới tận đuôi. Con trưởng thành sẽ có màu sắc rất loè loẹt, bắt mắt và các đốm đỏ sẽ nổi lên rất rõ. Em cá mình quay trên clip chỉ là một con non, nên phần đốm đỏ chỉ mới mờ nhạt chứ chưa rõ ràng. Loài này có nguồn gốc từ Peru. Nơi sinh sống của chúng là phụ lưu của những dòng suối nhỏ, trong những khu rừng rậm rạp, rất khó tiếp cận. Dòng suối nơi chúng sinh sống có nước trong và có tính axit yếu, độ pH là 6 và nhiệt độ nước là 26 độ C, nền đáy chủ yếu bao gồm cát và lá cây mục. Loài này nhìn chung không đòi hỏi quá cao về chất lượng nước. Độ pH thích hợp nhất cho dòng phượng hoàng này là từ 5.2 đến 7.5. Đây là một biên độ pH rất rộng nên hầu như bạn không cần phải quá lo lắng. Nhiệt độ thì nên duy trì trong khoảng từ 20 đến 28 độ C. Loài này rất dễ lên màu nếu được cho ăn thức ăn nhân tạo, đặc biệt là các đốm đỏ của chúng. Và càng nuôi lâu cá càng lên màu rực rỡ. Tuy nhiên, có một điểm cần đặc biệt chú ý, đó là dòng này con đực rất hung dữ, thường giết chết con cái nếu bất cẩn. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm nuôi cá phượng hoàng hoang dã, thì không nên nuôi một cặp cá này chung trong bể quá bé. Chu kỳ sinh sản của dòng này là khoảng 2 tháng một lần. Con cái lúc sinh sản có màu vàng sẫm và rất đẹp. Đến đây là mình đã giới thiệu hết cho các bạn về thêm một dòng cá phượng hoàng hoang dã nữa. Mong rằng chia sẻ của mình sẽ giúp bạn biết thêm về một loài cá cảnh đẹp và biết đâu đấy sẽ nghiện chúng như mình thì sao? Nếu có bất cứ câu hỏi gì về dòng phượng hoàng hoang dã này, bạn cứ đặt câu hỏi bên dưới clip, mình sẽ cố gắng giải đáp trong khả năng của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm nhiều clip về thế giới cá cảnh bạn nhé!